Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chú Hồng đang ở quận 5 ha, ngay chỗ góc đường Nguyễn Văn Đừng với đường Trần Hưng Đạo nha, ngay chỗ cái nhà hàng Win Plaza nè, bên kia là khách sạn Đầu Cánh ha. Hôm nay chú Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái căn nhà nằm ở hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đừng nha. Bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Đừng ha, cái hướng này là mình đi thẳng là mình đi về hướng quận 1 ha. Đó, đường Nguyễn Văn Đừng với đường Trần Đạo nè. Đó, đường Nguyễn Văn Đừng với đường Trần Đạo, ngay bên kia là nhà hàng Đầu Cánh, còn đây là Diêm Tử Thất nè ha. Đó, góc ngã tư đó là ngã tư đường An Bình với đường Trần Đạo. Còn ngã tư này là ngã tư đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Đạo. Và ngã ba gần là ngã ba đường Nguyễn Thời Trung ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một căn nhà nằm ở hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2 tỷ 580 triệu nha. Giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Gần đối diện xéo xéo hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đừng là hẻm đối diện xéo xéo với trường tiểu học Mạc Kiếm Hoa ha. Qua khỏi trung tâm y tế phường này một chút xíu thì có hẻm 79 nha cô chú anh chị. Trường đây có trường trung cấp Cửu Long nữa. Đầu đường Nguyễn Văn Đừng là đường Võ Văn Kiệt, có cái công viên, đầu đường có cái công viên. Đó, và hẻm này là hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đừng nè. Đó, đường 3, hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đừng đây ha cô chú anh chị. Đối diện với cái trường này. Công ty vận tải Đại Ngân, đối diện với trường tiểu học Quỳnh Kiến Hoa ha, Quỳnh Kiến Hoa nha cô chú anh chị. Và đầu đường này là đường Võ Văn Kiệt, có cái công viên tự quản nè, chỗ đậu xe luôn ha. Đó, công viên tự quản đây ha. Bên kia là cầu Nguyễn Tri Phương. Đường Nguyễn Văn Đừng với đường Võ Văn Kiệt đây ha. Ở đây có bãi đậu xe, mình gửi xe ô tô ngoài đây ok nha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà mình nằm ở hẻm 38 đường Nguyễn Văn Đừng. Mình có thể đi vào đường Nguyễn Thời Trung cũng được ha. Nhà mình nằm gần khách sạn Đồng Khánh, gần ngã tư đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Đạo ha. Căn nhà này có kết cấu một trệt với một lầu. Nhà thì hiện trạng là nhà mới, vào ở ngay, không cần phải sửa chữa thêm gì. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2 tỷ 580 triệu ha. 2 tỷ 580 triệu giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu như mình có bạn bè, người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở quận 5 thì hãy chia sẻ cho họ video này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Mời cô chú anh chị bạn xem toàn bộ video review nhà ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Vũ Hồng đang ở hẻm thông từ đường Nguyễn Văn Đừng thông qua đường Nguyễn Thời Trung. Đường Nguyễn Thời Trung là con đường song song với đường lên cầu Nguyễn Tri Phương á. Nằm ngay chỗ Đồng Khánh, gần khách sạn Đồng Khánh đó cô chú anh chị. Thì căn nhà này nằm ở hẻm thông nha, nằm ở hẻm thông có nhánh rẽ vào ở đường Nguyễn Thời Trung thông qua đường Nguyễn Văn Đừng. Ở đây thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà một trệt một lầu với mức giá là 2 tỷ 580 triệu thôi. 2 tỷ 580 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến cái bất động sản này thì liên lạc với Vũ Hồng nha. Chiều ngang của căn nhà này là 2m6 và chiều dài á ở dưới đất là 7m rưỡi và lên trên lầu là được 8m2 ha. Đầu mộ là 8m2 nha, nhà mới luôn. Cô chú anh chị bạn quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn xem toàn bộ cái video nhà ha. Mời cô chú anh chị bạn xem nha. Bắt đầu từ phía đây đi thẳng ra ngoài đó khoảng chừng 50m, 40m là tới đường Nguyễn Văn Đừng. Ủa, đường Nguyễn Thời Trung mình rẽ phải là ra cầu ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Tri Phương, và rẽ trái thì ra ngay chỗ cái công viên.
ngã trái ra nghỉ công viên bên cầu Nguyễn Tri Phương đó cô chú anh chị. Ở đây khu dân cư hiện hữu, nhà cửa cao ráo ha, hẻm sau lưng Vũ Hồng là sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Đường nha. Ở đây là gần khách sạn Đồng Khánh, cái hẻm này là đi ra ngoài xe máy, đi ra ngoài đường Nguyễn Văn Đường nè. Ở đây thuộc phường 6 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha cô chú anh chị. Hẻm bên đây là hẻm 39 đường Nguyễn Văn Đường nha cô chú anh chị. Căn nhà mình nằm đây. Nhà mình ở đây ha. Bước vô trong là căn nhà mình là căn cuối nha, và hẻm cuối ha. Nhà mình thì nhìn bên kia có cái hẻm lúc xưa là nhà mình đi lối này, nhưng mà do bí lâu rồi nên người ta cứ đi thì do nhà nhỏ nên chỉ cũng chờ cần một cái lối đi thôi. Nên hiện tại thì nhà bên đó đã đóng cái lối đó, mình chỉ làm cái cửa sổ thôi. Lát Vũ Hồng lại đó review cho cô chú chị bạn thấy là nhà mình là nhìn ra thẳng ra ngoài đại lộ Võ Văn Kiệt ha, ngay chỗ cái công viên mà người ta hay đậu xe nhiều á cô chú anh chị. Đó. Cái hẻm bên đây nè. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ có mở cửa sổ ha, làm lối tắt hẻm đâu thôi ha, chứ không có đi lối này, mình đi theo đường Nguyễn Thời Trung với đường Nguyễn Văn Đường nha cô chú anh chị. Đó, hẻm bên đó đó. Và nhà mình có địa chỉ là 39/8G đường Nguyễn Văn Đường, phường 6 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Một trệt với một lầu nha cô chú anh chị. Cái lửng này mình đã làm thành cái phần kính cường lực phun ra ngoài rồi. Tại vì quận 5 là rất khó trong việc trang tên, nhà phải đúng hiện trạng mới trang tên được, nên ở đây là chủ chỉ làm cái kính cường lực thôi, là thành cái lửng. Thì trên giấy tờ mình là cái lửng tới đây thôi. Thì thật ra chiều dài mình dàn nhà mình tới mí cửa bên đây á, là 7,5 m, nhưng mà mình lấn ra thêm cái ban công này thêm được khoảng 7 tấc đó, 7 tấc 8 tấc thì nó ra được 8,2 m nha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ, mua bán hợp lệ công chứng sang tên ha. Ở đây thì sát bên khách sạn Đồng Khánh nha, gần ngã tư đường Trần Đạo với đường Nguyễn Chí Phương, gần ngay chỗ Diêm Tử Tắc á. Đó, siêu thị nằm ngay chỗ đường Nguyễn Văn Đường với đường Trần Hưng Đạo ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại cái giá căn nhà này là 2,580 tỷ ha. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Ngay chỗ vị trí đó mình rẽ phải là ra đường Nguyễn Văn Đường, khoảng chừng 20m, 30m là tới Nguyễn Văn Đường. Rẽ trái 40m ra tới Nguyễn Thời Trung ha. Ở nhà thì còn rất mới, mua vào ở ngay. Giá căn nhà này thì nó chỉ bằng căn hộ thôi, diện tích đất của mình đang sở hữu là khoảng 20m² đất đó nha cô chú anh chị. Nhà thì còn rất mới, chủ nhà tặng lại toàn bộ nội thất cho mình luôn. Ở đây có bộ bếp Thái Lan nè ha, bếp điện từ Hồng Ngoại của Thái Lan ha cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản, để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. 2,580 tỷ là giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 797979 ha. Nhà mình nhà vệ sinh chủ dán tường cao lên đến trần luôn, ở trên có quạt hút nè ha. Đó, có chỗ treo khăn, móc treo khăn 304 và bồn cầu là liền khói ha. Đây là lavabo rửa tay. Kính cảm ứng ha, kính cảm ứng nhưng mà chủ nhà chưa có gắn điện vô nha. Nè, kính cảm ứng nha cô chú anh chị. Ở dưới đây thì có một khoảng trống mình có thể làm cái tủ để đồ đồ ha. Bên đây là gian bếp xịn sò, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, có máy hút sinh hao luôn ha. Có máy cảm biến khói nữa. Chậu rửa inox 304 loại sâu lồng. Tường ở bên trong thì được dán gạch sạch sẽ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà ở đường Nguyễn Thời Trung này, hẻm 39 Nguyễn Văn Đường này, thì hãy liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 797979 để mình đi xem nhà nha. 2,580 tỷ giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua cho con em đi học ở thành phố Hồ Chí Minh mà nhà có giấy chủ quyền Hồng, mua bán sang tên, sổ Hồng Hoàng Công đầy đủ thì mình đi xem căn này nha, gần bệnh viện Nguyễn Tri Phương, gần trường đại học Y Dược, gần đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, gần trường đại học Hùng Vương luôn ha. Rồi trường phổ thông trung học thì gần trường Trần Khai Nguyên, trường Hùng Vương, trường trung học thực hành Sư Hạnh Phạm Thầy Gòn, đại học Sư Phạm, đại học Khoa học Tự nhiên ha, bệnh viện Sùng Chính là bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó cô chú anh chị.
Cô chú anh chị bạn vui lòng đăng ký kênh nếu mình chưa đăng ký kênh ha. À, mình đăng ký kênh nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Và cầu thang thì đi lên là cầu thang bằng sắt và có dây cáp để treo làm cách điệu ha, rất đẹp nha. Ở trên có ở trên mái nhà là có cái mái che kéo qua lại được nha. Rồi đây là không gian ở trên lầu nhà mình. Đó, không gian nhà mà mình ở trên lầu đây có cái chỗ sáng này, chỗ này lỗ sáng và đây có cái kho để chứa đồ. Và ở trên lầu thì có nhà vệ sinh, ở dưới đất một nhà vệ sinh và ở trên lầu một nhà vệ sinh. Đây là CP chung của tầng 2 là lầu 1 ha. Đây có cái đèn ngủ nè, đèn cầu thang cũng là đèn ngủ luôn. Ở trên lầu thì chủ nhà chỉ có là một phòng thôi á cô chú anh chị. Nhà vệ sinh ở trên thì khá xịn sò nha. Đó, tường thì cũng được dán cao lên đến trần nè. Cửa nhà này vệ sinh thì xài cửa lùa ha. Cửa lùa nha, nhôm kính cửa lò, bồn cầu loại liền khối ha, vòi sen loại xịn luôn nha. Ở phía ngoài đây thì còn một khoảng không thì chủ nhà tận dụng làm chỗ đánh răng rửa mặt ha. Đó, cho ngoài cho nó thoáng nha. Và trên đây cũng có đèn luôn, để chú Hồng mở đèn cho nó đầm đông. À đây, đèn sáng hết rồi nè, còn hai cái đèn này nữa chú Hồng mở luôn cho cô chú chị bạn xem ha. Đây, cái vách ngăn của phòng mình là làm bằng nhôm kính cường lực nha cô chú anh chị. Và cửa là cửa lùa ha, cửa lùa về mình gắn thêm cái màn nữa mình xài nha. Đây cửa lùa hai mé đẩy qua ha. Đây là không gian của phòng ngủ ở trên lầu nhà mình. Đây chủ nhà trang bị sẵn cho mình là tủ bếp áo, tủ áo trên nè, tủ áo 2-4 hai ngăn ở trên và hai ngăn ở dưới ha. Hai ngăn trên và hai ngăn dưới nè. Về mình có sẵn luôn, mình về mình sử dụng ha, mình không cần phải làm thêm gì bên đây. Máng đồ để đồ ở dưới đây và đây đồ xếp để lên đây ha. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ hẻm 39 đường Nguyễn Nhân Đường thông qua đường Nguyễn Thời Trung, gần khách sạn Đồng Khánh, phường 6 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2.580.000.000, giá vẫn còn thương lượng được tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy liên lạc Vũ Hồng nha. Vũ Hồng xin nhắc lại là chiều dài của nhà mình á, ở dưới trệt là 7.5m và trên lầu là 8.2m, và ở dưới và chiều ngang là 2.6m nha cô chú anh chị. Chiều ngang là 2.6m ha. Ở đây là phần lửng nè, do trong giấy tờ mình phần lửng nên mình phải chừa phần này kính cường lực để mình sang tên ha. Còn nếu mà sang tên xong thì cô chú anh chị muốn phả ngang thì bằng gỗ dán gì đó thì cũng ok luôn ha, nhưng mà sang tên xong là làm nha. Tại vì ở quận 5 này vấn đề sang tên sai hiện trạng rất là khó. Nhà mình hiện trạng một trệt một lửng thôi. Ở đây chủ nhà làm sẵn cái bực của mình nè. Cái bực này là chủ nhà làm một cái gác, cái gác ở cái chỗ vị trí này nè. Nhưng mà do là đợi sang tên, vừa sang tên xong á thì mình sẽ gắn lại cái gác thôi cô chú anh chị. Cái bậc đi lên nè, này là cái cầu thang, vừa là cầu thang vừa là bậc đi lên để đồ ha. Đó, vừa là bậc cầu thang đi lên để đầy đồ, mình gắn cái gác trên đây nữa, thêm cái gác xếp bên đây ha. Và cái phần này là cái phần lửng nè, do để dày để mình sang tên cho nó dễ nha cô chú anh chị. Và lúc trước nhà mình là đi cái hẻm này nè, nhưng nay thì do lâu mình đóng cửa lâu rồi nên mình không có đi nữa, mình đóng cái lối này mình đi lối phía bên đây thôi. Cái lối phía bên đây thì nhà mình nè, đó, đường thẳng nhìn ra ngoài kia là ngay chỗ cái công viên, chỗ mà xe tự quản á, ngay chỗ chân cầu Nguyễn Tri Phương á, có cái chỗ cái công viên á, ở ngay đây nè, là chỗ này nè. Nếu cô chú chị bạn mà muốn tham quan căn này thì liên lạc liền chú Hồng ha, để mình đi xem nhà nha. Nhà mình thì mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Và chú Hồng xin nhắc lại cái mức giá của căn nhà này. Giá căn này chủ đang kêu bán là 2.580.000.000, nằm gần góc đường Nguyễn Nhân Đừng với đường Trần Hưng Đạo, gần góc Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Tri Phương ha. Là nhà mình là có hẻm thông từ hẻm đường Nguyễn Văn Đừng thông qua hẻm đường Nguyễn Thời Trung nha, gần cầu Nguyễn Tri Phương, gần ngã tư Nguyễn Tri Phương với đường Trần Hưng Đạo. Và nhà mình là nằm gần khách sạn Đồng Khánh ha, và gần ngay chỗ gym Tử Tắc, khu vực trung tâm của quận 5. Ở đây thì gần nhiều trường học, nhiều trường đại học, nhiều bệnh viện và nhiều trường phổ thông trung học ha. Ở đây đi quận 1, quận 3, quận 5, quận 8, quận 11, quận 6 đều rất gần nha. Rồi chú Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà của mình ha. Địa chỉ nhà mình đó là ở hẻm 39 đường Nguyễn Thời Trung, đường Nguyễn Nhân Đừng thông qua Nguyễn Thời Trung
phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này có kết cấu là một trệt một lầu hiện trạng. Và nhà mình có kích thước ở dưới trệt là ngang 2m6 và chiều dài là 7m5, trên lầu là ngang 2m6 và chiều dài là 8m2. Nhà có giấy chủ quyền Hồng, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, hướng nhà mình là hướng Tây. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên, và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 2.580.000.000, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh YouTube Nhà đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin chào ha, xin hẹn gặp lại những video lần sau.